Thế dạo này em làm gì rồi? Thế dạo này em làm gì rồi? Ủa, đại ca, em chào đại ca. Đấy, em đang kiếm mai cho đại ca đây này. Kiếm toàn mai khủng cho đại ca đây. Hello, bà con cô bác nhà yêu mai nha. Đấy, xin giới thiệu với bà con cây mai đại khủng, đại cổ thụ. Một cây mai đại cổ thụ. Đấy, bà con thấy tán nó chưa? Đấy, em quay tán lại đã. Chà. Úi dồi ôi, quá tuyệt vời luôn. Khỏi phải nói nhá. Đấy, bắt đầu quay ngược lại cho bà con xem. Đấy. Đấy. Khỏi bàn. Cho cái tay cái đường này, các bạn con nhìn cái đường thân chính nha, đấy, nó uốn lượn này, đấy, uốn lượn rất là đẹp, rất là phê luôn này, đó. Mịn bản đẹp. Vành trên này thì đây là 130 này, dưới lên tầm 140. 140 đại cụ cái đại đại lớn đại to đại cổ thụ đấy, nhưng mà hơi bị khuất một thằng này nhá, bằng ngón tay này chặt chít nhỉ. Xong nó đấy xong rồi đấy. Quay tổng thể cả cây, xa ra tổng thể cả cây cho bà con xem đấy. Tại xa tích mới quay được tổng toàn của nó. Thấy chưa? Tàn phải 7 m, cao 12 m. Tàn 8 m, cao 12 m. Tán tròn, tre. Cây này em thích, nhưng mỗi tội là đưa thực thăng vào thôi.